Xin chào các bạn. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên số 1 Hàn Quốc Innisfree đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Và tháng 10 vừa rồi họ đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại địa chỉ 257 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và mình là một trong những beauty blogger may mắn đầu tiên được shopping tại cửa hàng này. Và mình còn may mắn hơn nữa là đã bốc thăm trúng thưởng được một voucher 5 triệu. Và thế là trong cơn choáng ngợp giữa hàng nghìn sản phẩm ở store thì mình đã thu hoạch được một túi chiến lợi phẩm cực kỳ to để hôm nay mang về khoe với các bạn đây. Hứa hẹn video hôm nay sẽ rất là dài đấy. Các bạn hãy thong thả ngồi xuống uống ngụm nước để chúng ta cùng bắt đầu ngay nhé. Khi nhắc đến Innisfree thì chúng ta không thể không nhắc đến bộ từ siêu đẳng, đình đám của hãng. Nó gồm có Green Tea Seed Serum, Orchid Enriched Cream Cushion và một sản phẩm nữa đó là Super Volcanic Pore Clay Mask. Tuy nhiên hôm nay mình không có sản phẩm ấy ở đây bởi vì mình đã dùng sản phẩm đó rồi và thấy rất thích. Tuy nhiên bạn mình cũng thích không kém cho nên mình đã tặng nó cho bạn mình mất rồi. Giờ thì cùng tìm hiểu xem bốn siêu anh hùng này như nào nhé. Đầu tiên là serum trà xanh, sản phẩm mang tính biểu tượng của hãng hay còn gọi là serum 3 giây. Có nghĩa là chỉ trong vòng 3 giây nó đã hoàn toàn thẩm thấu và cung cấp độ ẩm cho da. Khác với những sản phẩm serum khác thì em này không có thành phần chính là nước thông thường, mà thay vào đó là nước được chiết xuất từ lá trà xanh hoàn toàn tinh khiết ở trên đảo Jeju. Chính vì vậy nó có khả năng dưỡng ẩm sâu và chống lão hóa cho da rất là tốt. Thậm chí mình còn mua đến 2 chai liền để sử dụng cho bản thân và để tặng cho bạn bè nữa đấy. Innisfree Orchid Enriched Cream là kem dưỡng da chống lão hóa, làm tăng độ đàn hồi cho da và dưỡng sáng da. Nghe rất là hấp dẫn đúng không nào? Lấy cảm hứng từ những bông hoa lan kiên cường mọc trên tuyết trắng thì sản phẩm này cũng có thành phần là những chiết xuất độc đáo từ loài hoa lan, có khả năng chống oxy hóa và tăng cường lớp màng ẩm bảo vệ cho da. Khoảng một tháng trở lại đây thì mình liên tục sử dụng sản phẩm kem dưỡng này trong quy trình dưỡng da của mình và cảm thấy rất là thích. Thứ nhất là kết cấu của kem khi apply lên da rất là mịn và mượt. Nó dưỡng ẩm khá tốt, gần như cả ngày da mình không hề bị đổ dầu một chút nào. Và cái sự ẩm của kem này lên da ấy, nó ráo và nhẹ chứ không hề bóng dính như các loại kem dưỡng khác. Và bạn mình ở Sài Gòn cũng dùng sản phẩm này và cũng có nhận xét như vậy. Cho nên mình nghĩ rằng các bạn mà da dầu, da hỗn hợp thiên dầu sống ở xứ nóng thì vẫn hoàn toàn có thể sử dụng được em này. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là em này hũ rất đầy nhưng mà mỗi lần sử dụng mình chỉ cần sử dụng một chấm nhỏ xíu như thế này là đã đủ cho toàn mặt rồi. Rất là tiết kiệm đúng không nào? Tiếp theo là một sản phẩm cũng được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích, đó chính là Cushion. Tuy nhiên lần này đặc biệt hơn, Innisfree mang đến Việt Nam 100 mẫu vỏ Cushion độc đáo, rực rỡ màu sắc tha hồ cho các bạn lựa chọn. Các bạn chỉ cần ghé qua store, chọn loại Cushion mà mình thích, chính là cái phần lõi, và sau đó chọn vỏ hộp, rồi thì thêm bông mút nữa là các bạn đã có một hộp Cushion không đụng hàng với ai rồi. Của mình ở đây thì vỏ hộp màu vàng kẻ sọc, ở trong là Innisfree Long Wear Cushion. Thì loại này mình đã dùng từ rất lâu rồi và bây giờ mình không có ngại ngần gì nữa mua lại ngay lập tức. Thì mình đã có bài review chi tiết ở trên blog, mình sẽ để link ở bên dưới description box để các bạn theo dõi đọc thêm nhé. Trước khi cửa hàng mới được khai trương thì mình đã lập nên một danh sách 10 sản phẩm mà bạn nhất định phải mua khi ghé thăm Innisfree. Tuy nhiên khi trực tiếp mua sắm tại cửa hàng đầu tiên của Innisfree tại Việt Nam thì trời ơi, mình cảm thấy quá choáng ngợp bởi vì không chỉ có 10 sản phẩm này mà rất nhiều các sản phẩm khác cực kỳ độc đáo, cực kỳ mới lạ và vô cùng hấp dẫn. Mình không thể bỏ qua sản phẩm nào được. Thì bây giờ mình sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn nhé. Một sản phẩm mà mình có nhắc đến trong list đó chính là Innisfree Soybean Energy Essence. Các bạn cũng đã biết là đậu nành rất tốt cho phụ nữ và nó có chứa nhiều isoflavone chống lão hóa. Tuy nhiên đậu nành lên men thì lại còn hiệu quả hơn nữa. Chai Essence này hứa hẹn sẽ làm sáng da và ngăn ngừa lão hóa sớm cho da. Bản chai này thì có hai bản, đó là bản thường và bản light, là kết cấu nhẹ hơn. Mình có trên tay ở đây là bản thường bởi vì ngoài Bắc thì sắp mùa đông rồi cho nên mình cũng cần thêm độ ẩm. Là một tín đồ của mặt nạ thì không thể cầm lòng được trước bộ sưu tập mặt nạ Innisfree Extreme Squeeze Mask gồm có 15 loại khác nhau. Tuy nhiên lần này thì mình chỉ lấy vài loại tiêu biểu thôi. Cảm nhận chung về cái sản phẩm này thì
chất mask khá là mỏng, serum ở trong mask thì cũng lỏng và không bị quá nhờn dính, cung cấp độ ẩm tốt cho da. Các bạn hãy thường xuyên đắp mặt nạ để có thể cảm nhận được hiệu quả của nó nhé. Tiếp theo là một sản phẩm trang điểm phấn phủ khoáng No Sebum Minerals Powder. Có lẽ là bạn gái nào có làn da dầu, da hỗn hợp thiên dầu thì chắc chắn là phải đã nghe qua sản phẩm này. Đây cũng là một trong số những loại phấn phủ hiếm hoi mà mình đã sử dụng hết. Đây đã là hũ thứ 2 rồi. Hạt phấn rất là mịn, tơi, trải đều trên da, giúp che phủ bớt phần lỗ chân lông và hút bớt dầu thừa. Tuy phần có màu trắng nhưng khi apply lên da thì nó lại tiệp với màu da trong suốt chứ không hề bị trắng phớ mặt đâu. Và nó cũng rất là ít hao, một hộp bé bé thế này thôi nhưng mà mình đã phải dùng trong cả một mùa hè mới hết đấy. Một sản phẩm trang điểm nữa mà mình có ở đây là son. Trước khi đi thì mình đã recommend cho các bạn là thỏi son Creamy Tint Lipstick. Nó có nhiều dưỡng và rất là mịn ở trên môi. Tuy nhiên khi mà đến nơi thì mình đã thay đổi và lựa chọn Innisfree Real Fit Lipstick. Nó có kết cấu lì và bám hơn son Creamy Tint một chút. Tuy nhiên thì các cái sắc độ màu sắc cũng toàn là những cái màu coral, rồi thì những cái màu tươi sáng rất là trẻ trung. Ở đây thì mình có mã màu số 6, là một màu cam san hô như thế này. Mình sẽ thử swatch lên tay để cho các bạn nhìn nhé. Sản phẩm trang điểm cuối cùng mà mình có đấy chính là một cây sáp nhũ mắt dạng bút chì mà bạn có thể dễ dàng vặn lên như thế này. Thì nó sẽ tiện lợi hơn so với các loại bột nén ở trong hũ, không cần phải dùng đến cọ hay là đến ngón tay chấm vào, mà cũng không cần phải gọt mất thời gian như là dạng bút chì. Hàng ngày mình trang điểm cũng đơn giản thôi, cho nên một cây nhũ mắt thế này sẽ rất là tiện cho mình khi mà mình tán vào phần khóe mắt này hoặc là phần mí dưới, giúp mắt sáng và long lanh hơn. Mình đã dùng thử sản phẩm này được một thời gian rồi và nhũ của nó lên khá là đẹp, hạt nhũ mịn và sáng, không bị quá lộ và cũng rất là bám nữa. Nếu là một tín đồ của dầu dưỡng da thì các bạn đừng bao giờ bỏ qua The Green Tea Seed Oil này nhé. Thú thật là điều thu hút mình trước tiên ở sản phẩm này lại chính là vẻ bề ngoài của nó. Các bạn có thể chiêm ngưỡng ở đây một chai dầu bé bé thôi nhưng mà bầu bĩnh và rất là xanh mướt, gợi cho mình cảm giác là an toàn và thân thiện. Thì sản phẩm này có thành phần chính là các loại dầu thực vật tự nhiên rất là cao cấp, được chiết xuất một cách tinh khiết và có khả năng dưỡng ẩm sâu. Kết cấu của nó thì lỏng nhẹ và không hề bóng hay là dính một chút nào, rất là tiện cho bạn khi mà bạn có thể dùng trực tiếp nó lên da hoặc là có thể mix nó với các cái loại kem dưỡng da để cho hiệu quả dưỡng ẩm tối đa nhé. Ngoài những sản phẩm định mua từ ở nhà trước đó thì mình còn liên tục sa ngã vào rất nhiều những sản phẩm thú vị khác nữa và bây giờ mình sẽ khoe với các bạn ngay. Đầu tiên là Innisfree Olive Real Oil Mist, xịt dưỡng có chứa thành phần dầu ô liu thực sự ở bên trong. Đây là mình đang lắc lên rồi nhưng nếu các bạn nhìn gần vào bên trong thì có thể thấy là ở bên trong chai có những phân tử dầu li ti hòa lẫn vào trong phần nước dưỡng. Và sản phẩm này mình nghĩ là cực kỳ hữu ích cho mình vào mùa đông sắp tới, khi mà da mình liên tục cần bổ sung độ ẩm từ bên ngoài vào thì một sản phẩm xịt khoáng như này sẽ cấp cứu cho da tức thì. Và hơn nữa là nó có thành phần là dầu ô liu thì cũng sẽ giúp bổ sung độ ẩm và không khiến da bị thoát nước ra bên ngoài giống như là các cái loại xịt khoáng mà có thành phần là nước thông thường. Sản phẩm này thì mình cũng đã nhắc đến trong video skincare routine của mình rồi. Mình sẽ để link ở bên dưới để các bạn xem lại nhé. Chắc các bạn cũng đã biết là mình luôn luôn có xu hướng tìm kiếm những loại serum làm trắng da. Và lựa chọn hôm nay của mình chính là Innisfree Whitening Pore Shinery Serum. Serum này nằm trong một line sản phẩm của hãng có chiết xuất từ vỏ quýt. Các bạn tư vấn viên đã tiết lộ cho mình một sự thật mà chắc hẳn là không phải là tất cả các bạn đều đã biết đâu. Đó chính là hàm lượng vitamin C ở trong vỏ của quả quýt thì thậm chí còn cao gấp 4 lần so với ở trong ruột của quả quýt. Chính vì vậy sản phẩm này có chiết xuất từ vỏ quýt, nó sẽ giúp làm đều màu da, làm mờ những cái vết nám, vết thâm tàn nhang và giúp cho tông da của các bạn sẽ được nâng lên một cách nhẹ nhàng. Điều độc đáo mà thu hút mình nhất ở cái sản phẩm này
chính là cái kết cấu rất là lạ của nó. Đó ở bên trong của sản phẩm nó có chứa những cái hạt li ti màu cam, mà có lẽ là các bạn phải ghé mắt sát vào trong cái lọ này mới nhìn thấy. Các cái hạt capsule này khi mà lên da thì nó sẽ tự động tan ra, vỡ ra và hòa cùng với cái phần dung môi serum ở trong chai. Và từ đó thì mùi cam chanh rất là thích. Và khi mà cái hạt capsule này tan ra cùng với serum thì nó mang theo vitamin C rất là có lợi cho da, làm cho da sáng lên. Mình hy vọng là sản phẩm này sẽ giúp mình thay thế những cái sản phẩm vitamin C truyền thống mà mình đang dùng hiện tại. Có một điều khiến mình vô cùng bất ngờ khi đến thăm showroom của Innisfree, đó là ngoài các sản phẩm chăm sóc da mặt thì hãng còn có rất nhiều các dòng sản phẩm khác chăm sóc toàn bộ cho vẻ đẹp của bạn. Ví dụ như là chăm sóc tóc này, chăm sóc móng tay này, dưỡng thể này, thậm chí là những cái dòng sản phẩm dành cho nam nữa. Và mình thì cũng đã cố gắng là mỗi dòng sản phẩm mình sẽ thử một loại sản phẩm mà mình yêu thích nhất để có thể review cho các bạn đa dạng hơn. Thế hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn lần lượt nhé. Sản phẩm đầu tiên mà mình tâm đắc nhất phải khoe ngay với các bạn đó chính là Innisfree Camellia Essential Hair Oil Serum. Nghe tên khá là lạ phải không? Oil rồi lại còn serum. Thì khi mà bạn dùng cái sản phẩm này, bạn cũng sẽ thấy cái kết cấu của nó, nó vừa giống như oil, nó lại vừa giống như serum. Mình có thể thử cho các bạn, nó đang chảy xuống trên tay mình, các bạn có nhìn thấy không ạ? Các bạn cũng đã biết là hoa trà là một trong những cái thành phần rất có lợi cho da và tóc. Và Innisfree đã đặc biệt ưu ái điều này dành cho dòng sản phẩm chăm sóc tóc của hãng. Thì mình ở đây đã lựa chọn sản phẩm gần như là truyền thống nhất trong tất cả các sản phẩm dưỡng tóc, đó là oil serum dưỡng tóc. Thì các bạn có thể sử dụng sản phẩm này khi tóc vẫn còn đang ẩm khoảng 50-60%. Sau đó khi các bạn sấy tóc khô đi thì các bạn cũng có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm này nữa. Sản phẩm này lên tóc thì giúp tóc vào nếp mượt, bóng và mềm hơn, không hề bết dính một chút nào, nên mình rất là thích. Ngoài ra thì cái dòng sản phẩm chăm sóc tóc này của Innisfree thì còn rất nhiều sản phẩm hay ho nữa. Ví dụ như là cây bút để các bạn có thể tẩy da chết cho da đầu. Tẩy da chết cho da đầu nghe rất là lạ đúng không ạ? Thì Innisfree đã tận dụng khả năng của axit đối với da để có thể áp dụng của nó lên vùng da đầu của các bạn. Và nhờ vậy mà da đầu của các bạn sẽ được sạch hơn, khỏe hơn, ít gầu, ít ngứa hơn. Ngoài ra thì cái dòng dưỡng tóc này còn có xả khô, tức là giống như dầu xả nhưng các bạn chỉ cần xịt lên tóc và để nguyên như vậy thôi, không cần phải xả lại với nước nữa. Cực kỳ tiện lợi cho bạn nào mà thích nhanh gọn nhẹ, không có nhiều thời gian vào mùa đông chẳng hạn. Chuyển sang dòng sản phẩm dành cho body thì trên tay mình là một số sản phẩm cực kỳ to, to nhất trong số những cái món đồ lần này mà mình có. Đây chính là Innisfree Sea Salt Body Oil Scrub. Lại là một cái tên rất là lạ nữa đúng không ạ? Oil Scrub, nó là dạng oil dưỡng da hay là scrub để tẩy tế bào chết cho da nhỉ? Thì mình sẽ mở ra để nói rõ hơn với các bạn nhé. Ở bên trong hộp này thì các bạn cũng sẽ thấy là nó gồm có hai sản phẩm lẻ. Một là cái gói có chứa một chất lỏng ở bên trong mà mình đoán nó là oil, và một cái hũ rất là bự sắp sắp bệ ở bên trong, nó chính là muối tắm, kèm theo là một chiếc thìa. Và khi mà bạn sử dụng ấy thì bạn phải dùng chiếc thìa này để xúc một lượng muối tắm thích hợp cùng với oil để trộn ra một hỗn hợp sột sệt. Và từ đó thì bạn xoa khắp lên cơ thể và tiến hành tẩy da chết cho da bình thường. Sản phẩm này mình cũng đã dùng được một đôi lần và cảm thấy khá là thú vị. Bởi vì khi mà bạn scrub lên da thì thông thường đối với các sản phẩm tẩy da chết khác thì bạn sẽ cảm thấy da bị bào mòn và sẽ thấy hơi khô sau khi sử dụng. Tuy nhiên với cái thành phần là oil dung môi hòa tan cái muối tắm này thì da bạn vẫn được đảm bảo một độ ẩm, bởi vì lớp oil này sẽ bao phủ bề mặt da và ngăn mất nước, ngăn làm khô da. Thông thường thì mình sẽ sử dụng các cái sản phẩm tẩy da chết cho body này sau khi mà mình đã tắm sạch cho toàn bộ cơ thể bằng sữa tắm. Tuy nhiên vì có kết cấu hơi oil, hơi dầu, có thể các bạn sẽ thấy không thoải mái lắm, cho nên mình lưu ý là các bạn có thể sử dụng cái muối tắm này trước
sau đó tắm lại bằng sữa tắm bình thường nhé. Như vậy là mình vừa mới khoe với các bạn tất cả những chiến lợi phẩm mà mình đã thu hoạch được trong chuyến shopping lần này. Cảm nhận đầu tiên khi mà bước chân vào store của Innisfree tại Việt Nam đó chính là cảm giác choáng ngợp, bởi vì ở đây có quá nhiều các sản phẩm. Có tới 12 dòng sản phẩm, từ dưỡng da, chăm sóc da mặt cho tới trang điểm, dưỡng thể, dưỡng tóc, dưỡng móng, thậm chí là những dòng sản phẩm đặc trị dành cho nam, chống lão hóa, dưỡng ẩm, trị mụn. Nói chung là 3.000 các sản phẩm mà các bạn tha hồ chọn lựa. Mình chắc chắn là các bạn đều có thể tìm được cho mình những sản phẩm vô cùng yêu thích tại đây. Thứ hai mà mình phải nhận xét ngay đó là về giá cả. Trước khi Innisfree về Việt Nam thì các bạn đều phải mua đồ của hãng qua kênh xách tay. Giá cả giữa các shop thì chênh lệch này, không có đồ để dùng thử giữa hàng mẫu này. Thứ ba nữa là về nguồn gốc của sản phẩm, rất khó để có thể kiểm chứng được đó có phải là sản phẩm chính hãng hay không. Chính vì thế khi Innisfree về Việt Nam thì mình cảm thấy vô cùng yên tâm, và mình tin rằng các bạn cũng có thể có một địa chỉ tin cậy để mua hàng với giá không chênh lệch quá nhiều so với các hãng xách tay. Chắc chắn một điều là các bạn sẽ hài lòng với mức giá này. Giờ đây khi Innisfree đã có cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam thì các bạn có thể chạy ngay ra đấy để thử sản phẩm này. Nếu ưng ý thì có thể mua và được tặng sample, được tích điểm cho các lần mua tiếp theo nữa. Quá là hấp dẫn hơn hẳn so với hàng xách tay, đúng không nào? Hy vọng là video haul ngày hôm nay sẽ là một gợi ý nho nhỏ của mình dành cho bạn nào mà muốn mua sắm đồ của Innisfree tại showroom của hãng tại Việt Nam. Và hẹn gặp lại các bạn ở các lần quay đầu tiếp theo nhé. Xin chào!